Hey, xin chào cả nhà. Quay trở lại chuyên mục Real Boss 1-4 sao với cập nhật thay đổi từ game khi gom cả Boss 2 sao lên 1 sao và Boss 4 sao lên 3 sao. Nên kể từ video này thì chuyên mục này được rút gọn từ Boss 1 sao đến 3 sao. Bọn mình đang có mặt tại gym Phật Bà, trụ sở Lợi, quận 3 để thực hiện thử thách Boss Raiden lần này. Ok, bắt đầu điểm qua đội hình khắc chế Raiden bao gồm: đầu tiên là huyền thoại Kyukri với Waterfall và Hydro Pump. Thứ hai thì là Swampert với Water Gun và Hydro Cannon. Thứ ba thì là Feraligatr với Waterfall và Hydro Cannon. Thứ tư thì là Gyarados với Waterfall, Hydro Pump. Thứ năm là Torterra với Razor Leaf và Frenzy Plant. Và cuối cùng là Tangrow với Wild Whip, Power Whip. Raiden mang song hệ đất đá, chịu sát thương lên tới 6 hệ giáp đấu: cỏ, đất, băng, thép và nước. Trong đó cỏ và nước có sát thương lên đến 256%. Đây là boss dễ đánh cho các bạn mới chơi, có thể solo được. Nếu không đủ Pokemon khắc chế thì nên rủ thêm một bạn nữa để mà hỗ trợ. Raiden với tạo hình Pokemon có thân hình lớn, màu xám, đứng bằng hai chân, với đặc điểm trông giống loài khủng long hoặc là tê giác. Nó có một đôi mắt hẹp màu đỏ, chiếc mỏ dài với hai răng nanh ở hàm trên, trước mõm là một chiếc sừng có màu kem. Raiden đực thì chiếc sừng này sẽ to hơn Raiden cái, trên đỉnh đầu là một chiếc gai nhọn hướng về phía trước, phía sau mang tai là cặp vảy sừng hình tam giác, hai bên má là chiếc mào hình gợn sóng. Nó có một chiếc bụng màu kem với những vạch mỏng kẻ ngang chia cắt. Trước ngực là một chiếc mai nhỏ với tác dụng che chắn. Nó có một hàng gai nhọn dọc trên sống lưng, chiếc đuôi dài với những sọc đen mỏng. Raiden được biết đến như là một Pokemon có thể lực tốt nhất. Nó có thể lật tung một tòa nhà bằng một cú quật đuôi. Sừng của nó có thể đâm xuyên đá cứng và làm vỡ kim cương. Lớp da của nó giúp chịu được lực tấn công vật lý mạnh cũng như là chịu nhiệt rất tốt. Nó được cho là có thể đi qua cả những dòng magma núi lửa, chịu đựng sức công phá từ các quả đạn nổ. Chính vì thế mà lớp da của nó được xem như là mất đi sự nhạy cảm vốn có. Mặc dù có bộ não phát triển nhưng mà nó có chứng hay quên. Raiden thường sống tại khu vực có địa hình đồi núi gồ ghề. Raiden xuất hiện khá nhiều trên phim ảnh và thường được gắn liền với nhân vật phản diện Giovanni. Ok, tiếp đến là thực hiện thử thách Excellent Throw Boss này. Raiden với thân hình to lớn và đứng khá sát màn hình, nhìn chung nó tấn công với tần suất khá dày, tương tự như là Tyranita. Đầu tiên thì bọn mình sẽ khóa vòng ném Excellent trước, vòng tròn khá to bao cả phần sừng của nó. Tiếp đến là góc ném Excellent, bọn mình sẽ có hai vòng tròn. Vòng tròn màu xanh là điểm mình xoay banh, bạn đặt điểm xoay banh ngay vị trí banh xuất hiện giữa màn hình. Vòng tròn màu đỏ là điểm mình buông tay, bạn buông tay ngay vị trí cặp vẫy sừng sau mang tay của nó đó. Cường độ ném khá nhẹ, bạn chỉ việc vuốt và buông tay ngay đúng vị trí thì banh sẽ rất dễ dàng rơi vào vòng Excellent. Do vị trí đứng khá gần nên những cú ném mạnh tay dễ trượt lên đỉnh đầu của nó lắm nha. Vì là boss 3 sao nên các trainer nên tận dụng cho ăn dứa để mà lấy trọn 10 kẹo em này. Raiden là dạng tiến hóa cấp 2 của Rhyperior. Đây là một Pokemon có chiêu hệ đá, đặc biệt dùng khá tốt trong các trận đấu boss kỵ hệ cũng như là dùng để thủ gym. Các bạn mới chơi có thể tận dụng đánh để mà kiếm IV cao, mình nuôi và mình xài luôn ha. Ok, yes, thành công rồi.
Raiden đã có dạng Shiny vào sự kiện ngay cộng đồng tháng 2 2020 vừa rồi. Tuy nhiên, chỉ có thể bắt được dạng Shiny ở dạng cấp 1 của nó là Raihorn. Raihorn rất dễ được boost tại Việt Nam với hai kiểu thời tiết là Sunny và Partly Cloudy. Các trainer nào chưa biết về chức năng thời tiết trong game có thể tham khảo tại video này. Cảm ơn đã xem video và đừng quên like cũng như là subscribe cho bọn mình. Có bất kỳ câu hỏi nào các bạn để lại dưới comment cho bọn mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.